Hi, xin chào mọi người. Chúc mừng mọi người, đây là Honda Rebel 250 đời 2009. Và đây là chiếc xe Rebel 250 nhập hải quan chính ngạch nha mọi người. Đây là chiếc xe của thị trường Mỹ và được sản xuất tại thị trường Nhật Bản. Đây là chiếc Honda mang đậm chất cổ điển. Và những chiếc xe Rebel 300 hay là 500 sau này thì nó không còn kiểu dáng classic nữa, mà nó đã chuyển sang một cái form mới, đó là form bobber. Thì chúng anh em đây là một chiếc xe Rebel 250, nó cũng còn rất là zin nguyên bản. Anh em cũng có thể nhìn thấy là một cái nét nó giống với những chiếc xe đời 2015-2016, đời cuối của Rebel 250. Đấy, thì từ cái form 208-209 trở đi thì chiếc xe này nó có kiểu dáng như thế này, nó không có thay đổi gì hết. Đó, mọi người có thể thấy tem vẫn là tem lửa. Tem vẫn là tem lửa nha mọi người. Và đầu đèn, xi nhan vẫn là xi nhan vuông. Và cái phần lốc máy vẫn là lốc máy nhôm, theo kiểu là nó phủ một cái lớp keo bóng để bảo vệ cái lốc máy nhôm này. Đấy. Và chiếc Rebel 250 này thì nó có một cái âm thanh nghe rất là hay, đặc trưng của Rebel 250, đó là động cơ hai máy, nghe rất là hay. Và chiếc xe này hầu như là nguyên zin nguyên bản hết. Từ phía đằng trước thì căm đùm niền là zin theo xe và cũng rất là đẹp luôn, và còn rất là mới. Căm đùm niền cũng hầu như là chưa xét, rất là đẹp. Căm đùm niền phía sau cũng khá đẹp. Chút xíu nữa mình sẽ quay chi tiết mọi thứ chiếc xe này cho mọi người xem nha. Và hiện tại thì shop xe cỏ của mình cũng nhận ký gửi mua bán xe mô tô phân khối lớn, phân khối nhỏ cho mọi người tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận. Anh em có mô tô phân khối lớn muốn bán được giá, muốn bán được giữ giá thì có thể ký gửi bên mình sẽ hỗ trợ mua bán xe cho anh em. Đấy. Và bên shop mình cũng có dịch vụ bảo trì bảo dưỡng xe phân khối lớn, phân khối nhỏ, như là thay nhớt, thay lọc nhớt, rồi vệ sinh bố thắng, nhông sinh dĩa. Nói chung là về bảo dưỡng nho nhỏ thì bên mình có nhận để làm cho anh em. Và đây mình giới thiệu với mọi người, đây là một số dòng nhớt mà mình đã lựa chọn. Thì nó sẽ phù hợp với đa số các anh em sử dụng, như là sẽ có dòng Motul 300V ngoại nhập tem 3 lớp và có cả tem 1 lớp. Và dòng các dòng Motul cho xe số ở phân khúc thấp hơn, giá thành rẻ hơn, khoảng tầm 220-230. Rồi có Phúc Siculin thì nhập từ Anh. Đây là sản phẩm cũng khá là tốt nha mọi người, Phúc Siculin. Rồi một số loại lọc nhớt cho xe mô tô phân khối lớn, và các sản phẩm phụ trợ như là nano bảo vệ động cơ cũng như là xúc rửa hệ thống phun nhiên liệu. Đấy. Và bên shop mình thì cũng có các dòng nhớt dành cho xe tay ga, từ xe phổ thông cho tới xe cao cấp. Nói chung là mình đã lựa chọn một số dòng nhớt tối ưu và tốt dành cho xe của mọi người. Và thôi, bây giờ mình quay lại vấn đề chính là mình sẽ giới thiệu em Honda Rebel 250 đời 2009 này. Và trước tiên thì mọi người có thể nhìn thấy là ở phía đầu đèn ha, đây là phần kéo đèn, nước xi còn rất là đẹp, rất là mới. Cũng như là đèn xi nhan, tất cả các xi nhan ở trên xe là xi nhan zin nha mọi người, tai xi nhan zin. Và đây là cái phần căm đùm niền. Thì cái lốp xe thì đã thay rồi, lốp xe, lốp trước sau thì cũng đã thay rồi. Thì từ năm 2009 cho tới giờ thì nó cũng đã 11 năm. Đấy, thì cái lốp này nó cũng phải thay. Tuy nhiên là cái phần căm đùm niền như hồi nãy mình nói là nó rất là đẹp. Chủ xe giữ cũng khá là kỹ cho nên cái phần căm đùm niền này nó còn rất là mới nha. Anh em có thể thấy cái phần căm đùm niền rất là đẹp. Và đây là cái niền zin. Đây là niền zin DID Japan. Đấy. Tất cả mọi thứ ở trên xe đều zin. Đây là đĩa zin. Và con heo dầu cũng là zin theo xe. Đấy. Thường thì những chiếc xe cũ á, thì cái phần căm đùm niền nó cũng xuống khá là nhiều. Cái đó là một phần do chủ xe đi mưa hoặc là đi đường mà có đất đỏ đồ nó bám vô, rồi không có chùi rửa kỹ thì lâu ngày cái xe nó sẽ bị sét. Đấy. Và các chi tiết ở trên xe như là tay côn, tay thắng, rồi gù
còn khá là mới, rất là đẹp luôn. Ở đây thì cái phần kính của nó đã được thay rồi. Tuy nhiên là kính này cũng là của một xe mô tô khác của Nhật Bản. Đây là kính, cũng là kính zin luôn, nhưng mà của xe khác. Còn kính của nó đã bị mất rồi nha mọi người. Kính của nó thì đã bị mất, cho nên chủ xe người ta cũng thay luôn. Và hiện tại thì chiếc xe này nó đi được là 12.000 mai. Đấy, xe đi được 12.000 mai. Tuy nhiên đồ đạc trên xe còn khá là đẹp, chủ xe giữ rất là kỹ. Mọi người có thể thấy nè, phần ốc nè còn sáng, rất là sáng. Ốc phuộc chưa đụng chạm gì tới, rất là đẹp đó. Và phần bình xăng cũng còn rất là mới. Tuy nhiên là cũng có một số chỗ bị xước xát nhỏ, tuy nhiên là anh em nhìn cũng còn thấy rất là ken ha. Đó, và phần yên của xe, đây là yên zin của xe. Yên này nó vẫn là cái da zin từ lúc sản xuất cho tới bây giờ. Chỉ có cái phần tựa lưng ở đằng sau thì nó là dùng da simili thôi. Anh em có thể nhìn thấy là cái phần da simili nó khác biệt so với cái da zin ha. Cái da zin của nó nhìn nó có cái đường vân ở trên, nhìn nó có đường vân mờ mờ, nhỏ nhỏ. Đấy. Và mình cho anh em xem cái phần động cơ của nó. Phần động cơ của nó rất là đẹp. Xe này là 237cc. Tuy nhiên là tên gọi của chiếc xe là Rebel 250 nha. Còn cái dung tích của nó là 237cc. Đấy, cho nên anh em cũng đừng có thắc mắc là tại sao không kêu là Rebel 250 mà cc của nó lại nhỏ hơn. Và chiếc xe này nó vẫn sử dụng là bình xăng con chế hòa khí. Mọi người có thể thấy là cái bình xăng con chế hòa khí nằm ở bên trong. Và nó cũng được Nhật Bản sản xuất luôn. Bình xăng hiệu Kenhin. Đấy. Và đây là cái khối động cơ lốc nhôm. Thì cái khối động cơ này á, là nó được sơn một lớp keo. Cho nên sau một thời gian sử dụng á, thì cái lớp keo này nó bị tác động của môi trường, thì nó có bị oxy hóa lên. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là nó hơi rổ rổ, nó bong bong lên cái lớp keo. Tuy nhiên anh em muốn xử lý cái này thì về mình xả ra, mình sơn lại. Còn anh em nào thích sự cổ điển đó thì mình cứ để như vậy mình đi, không cần phải sơn dọn làm gì. Nhìn như vậy nó mới là cổ điển, nhìn nó sẽ chất hơn. Đó, và cái phần bô, cổ bô còn cũng khá là mới. Nước xi ở trên xe này nó cũng rất là tốt. Đây là nước xi công nghệ Nhật Bản, cho nên nó rất là bền và cũng rất là đẹp. Anh em có thể thấy phần phuộc phía sau thì nó cũng chưa có được mở ra luôn. Phuộc hai bên, phuộc zin, chưa có đụng chạm gì hết. Và xe cũng được trang bị hai cái tay dắt hai bên để cho anh em dắt xe cho nó dễ dàng. Hiện tại thì trước đây chiếc xe này nó là biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe này là có gốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó thì chủ nhân sau của nó mua và đem về tỉnh ở Sóc Trăng. Và anh em nào mua xe này thì mình sẽ bao rút hồ sơ cho anh em. Bao rút hồ sơ cho anh em, anh em ở bất cứ đâu của Việt Nam đều có thể ra tên được, bởi vì chiếc xe này là hải quan chính ngạch. Đấy, hải quan chính ngạch cho nên anh em cũng không cần phải lo lắng đâu. Mình đã check gốc chiếc xe này rồi. Ở đây là cái phần da zin của xe, còn khá là mềm. Và cái da này nó cũng rất là tốt, nó không có bị bong chóc chỗ nào hết, cũng còn khá là mới. Và mọi người có thể thấy là nhìn ốc phuộc nè, chưa đụng chạm gì tới. Phuộc còn rất là đẹp. Xe được chủ nhân giữ cũng khá là kỹ, cho nên nó còn được như vậy là cũng rất là tốt rồi nha mọi người. Chiếc xe này hiện tại thì có giá bán 100 mấy chục triệu thôi. Đó, đây là một cái hàng sưu tầm. Và hiện tại thì những chiếc Rebel 250 đời 2015, 2016 bây giờ nó không còn nữa. Nó cũng còn rất là ít trên thị trường. Tuy nhiên là giá thành của những chiếc xe đó, xe mới đập thùng, nó rất là mắc. Nó phải lên đến là tầm trên 300 triệu rồi. Trên 300 triệu chưa bao gồm đăng ký biển số.
Đấy, những chiếc xe rebel rất là đắt. Còn những chiếc xe cũ, xe lướt, những chiếc xe đời 2009, 2010 thì nó có giá thành khoảng tầm 100 mấy chục triệu thôi. Anh em nào quan tâm thì cũng có thể liên hệ với số điện thoại để mà biết được giá cũng như là tư vấn nha anh em. Xe này hiện tại thì đang ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào xem xe thì có thể ghé ở shop mình ở 170/11 Vườn Lai, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Thì anh em đến xem xe thì có thể liên hệ trước. Đấy, xe là máy móc nguyên zin. Mọi người có thể thấy đây là cái cụm bình xăng con đây, bình xăng con chế hòa khí. Và cái bình xăng con này nó là một bình xăng con nha, nó không phải bình xăng đôi, cho nên cái việc chỉnh xăng của nó cũng rất là đơn giản, rất là dễ. Đấy. Máy móc ốc át ở trên xe là còn nguyên zin. Mọi người có thể thấy là lốc nồi cũng còn rất là đẹp. Ốc át chưa đụng chạm gì đến luôn. Rất là zin. Đó, đây là cái lớp lốc nồi nó được phủ một lớp keo. Cho nên em nhìn thấy nó hơi mờ mờ và nó có hơi bị bong tróc là do oxy hóa thôi, chứ nó cũng không có thành vấn đề gì đâu. Và bây giờ thì mình thử nổ máy chiếc xe này để cho anh em nghe thử. Thôi, hiện tại thì anh em có thể nghe được cái âm thanh của cái khối động cơ này. Mình sẽ nẹt bô lên cho anh em nghe thử nha. Thế và vừa rồi thì mình cũng đã giới thiệu chiếc Rebel 250 đời 2009 này cho mọi người xem. Thì mọi người quan tâm tới chiếc xe Rebel 250, xe đời 2009 còn nguyên zin, nguyên bản như thế này thì hãy liên hệ với số điện thoại để mình tư vấn cho anh em nha. Xe thì hiện tại đang ở Vườn Lai, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, và chiếc xe này bán thì có bao rút hồ sơ cho anh em để mà sang tên. Đấy. Để anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với mình sẽ tư vấn cho anh em nha. Xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại.